À, chào tất cả mọi người, các bạn nha. Bữa nay mình quay chú cưa cái cây này nha các bạn. Đó bây giờ hai chú Ờ, này đó cũng đào là cũng cao luôn. dưới gốc để cưa sát gốc luôn nha các bạn. Đúng rồi, tốt hơn này nè. Cây này rất là nhiều tàn nhiều Cực nhánh luôn luôn. nha. Để mình quay lên cây cho các bạn cùng xem nè. Gốc dữ lắm. Đó nguyên cái tán cây đó nghe các bạn. Cây này là rất khủng luôn các bạn ơi. Cách ngang tầm này là mấy cái. Hai chú đó đào đất nha các bạn, đào cho sát gốc, cưa sát gốc luôn. À, cái gốc cây này bụi đế rất là khủng nha các bạn, bụi đế nè, các bạn thấy không? Gốc cây khá là to, khá là đẹp luôn nha các bạn. Cái gốc này mà về cưa cái bàn là cái lá hết sảy luôn các bạn ơi. Cái gốc này có khoảng 25 triệu nha các bạn. À, chú bây giờ cha cán cuốc để cuốc cái gốc cây này các bạn, cuốc ba cái đất cát ra nha các bạn. Cái bù đế cây này khủng lắm, còn mướn hai chú này là mỗi chú 500 đào cái lỗ này nha các Tao quên tao được bạn. hơn bạn. Dọn đi có gì đâu trời ơi trời. Xuống mới đo được. À, chú bắt đầu leo lên cây nha các bạn, cọng dây đó là chú lát nữa kéo cái máy cưa lên đó. À, chú lên mé nhánh cái nhánh ở bên đó nghe các bạn. Chú leo lên đó không có mang dây an toàn nha các bạn. Còn cái chú này chú cuột cái máy cưa cho chú cưa cho anh kéo máy cưa lên. Yeah.
xíu nữa tới nhà nghe các bạn. À, chú bắt đầu cưa cái nhánh to đó nghe các bạn. Lúc này trời gió quá gió các bạn, gió nó đảo ngược lại nghe các bạn. Chó này gió ngược nha. Gió quá gió các bạn ơi. Có chú leo lên trên nữa nghe các bạn, leo lên trên là cắt mấy cái nhánh nhỏ chưa chứ. Bóp cái độ nặng lại các bạn. Quá siêu luôn các bạn. Giờ chú xây qua đây cắt hai nhánh đó nữa các bạn. Gió quá gió các bạn ơi. Giờ chú đứng dưới này để cưa nha các bạn. Để mình gùm gần lại tí cho các bạn thấy rõ nha. Có gần quá mờ quá các bạn. Các bạn ơi, gió nó quật lợi thôi mà. Đó, ngã đó. Ồ, ghê chưa. Dính rồi xuống luôn mà. À, chú canh gió là nghe chú cắt nghe các bạn. Ừ, chú ngồi trên cái đằng thùng đó là ngồi đó cưa cái nhánh to các bạn. Có ngã đó các bạn ơi. Rồi còn dính trên đó nghe các bạn. Sạn cái tay chụp cái gốc đó các bạn. Chỗ gió lát nó rớt xuống rồi, không rớt luôn rồi. Chú đầu bước lên là cái đó đứng thẳng đứng nè các bạn. Cái đó đứng thẳng miếng cái nhánh trên đó các bạn. Đó rớt xuống. Rớt. À, chú bắt đầu cưa ngoài kia cho rớt xuống nè. Quá siêu luôn các bạn ơi. Chú cưa này là không có gian đồ luôn các bạn. Cây này là khá cao khá to luôn các bạn. Có rớt thẳng xuống luôn nha các bạn. Nè mình quay góc cho các bạn xem nè. Cây khá cao nha các bạn. Chú bây giờ đứng đó cưa cái nhánh to nè. Chú cưa mở miệng luôn các bạn ơi. Đầu chú cưa cho ngã này các bạn. Gió đó ngã xuống nha các bạn. Nguyên một nhánh to luôn nha các bạn. Chú gió qua đó chưa mấy nhánh thôi. Cây này lỗi rất nhiều luôn nha các bạn. Cây này rất thơm nha các bạn. À, mình không có nói tên nữa các bạn cũng biết ha. À, chú bây giờ cuột cái máy cưa nha các bạn.
rồi bay qua bên nhánh bên kia luôn đó, chú bước qua bên đó cưa cái nhánh ở bên kia luôn nha. Leo lên tiếp nha, một tay cầm cái cọng dây máy cưa đó các bạn, kéo máy cưa leo lên luôn nha. Giờ chú đứng bên đó cưa mấy cái nhánh nó chỗ gớt xuống nha các bạn, cây này nhánh quá khủng nhánh luôn. Giờ chú đứng ở trên đó giật máy cưa nghe các bạn. Ồ, rớt các bạn ơi. Máy cưa quá bén luôn các bạn. Đầu nhánh to gãy đó các bạn ơi, đó nguyên nhánh luôn nha các bạn, quá tuyệt vời, vớt ngay gốc luôn. Giờ chú cưa tiếp nha, nhánh đó cho vớt, đó quá tuyệt vời các bạn. Ồ, đứt luôn hai nhánh luôn nha các bạn. Cưa cái nhánh đó luôn các bạn, nhánh đó luôn. Chú bắt đầu thả cái máy cưa xuống rồi xuống dưới này nghe các bạn. Có máy cưa xuống gần tới gốc rồi các bạn ơi. Ở gốc cây này rất là khủng nha các bạn. À, chú cưa còn cưa nhiều cây khủng hơn cây như thế này nữa nha các bạn, chứ không phải là cây như thế này là to đâu các bạn ơi. Chú cưa cây còn to hơn cây thế này nữa. Chú bắt đầu leo xuống nha các bạn. Đó, từ từ bước xuống nha. Đó, chú xuống quá lẹ luôn rồi. Gió kinh luôn các bạn ơi. Chỗ mình lúc này gió quá gió các bạn. À, chú xuống tới góc nha các bạn. À, video của mình đến đây xin tạm ngừng nha các bạn. Hẹn mấy bạn video tiếp theo nha. Video tiếp theo là cưa cho cái gốc cây này nó ngã luôn, chứ để dài quá mấy bạn coi phí thời gian quá ha các bạn. Mình xin ngưng ở đây một clip nha các bạn. Clip ngày mai bắt đầu mình quay tiếp cho cái cây này nó ngã xuống. Cưa cho nó ngã.